Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bắc Bộ nắng hanh, bão số 8 suy yếu, miền Trung giảm mưa. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 tháng 11, các tỉnh từ Thiên Huế đến Bình Định và Gia Lai có mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất. Hồi 4 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão số 8 Torizi ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km/h, cường độ suy yếu dần. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sáng sớm trời lạnh, có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Khu vực Quảng Nam đến Phú Yên, Bắc Tây Nguyên, chiều và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày mưa dông rải rác. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Hà Nội, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất là 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía nam có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất là 28 đến 31 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất là 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 30 đến 33 độ C. Có nơi trên 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, cả ngày chủ yếu có nắng nóng, ít mưa. Khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi về chiều, nhiệt độ thấp nhất là 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 32 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.